Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024, tuyển sinh trẻ mầm non học sinh lớp 1, lớp 6 được thực hiện theo tuyến. Cha mẹ học sinh sẽ không cần cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc là giấy thông báo số định danh cá nhân của học sinh. Trong thời gian tuyển sinh, hội đồng tuyển sinh của các trường tập hợp danh sách các học sinh dự tuyển năm học 2023-2024 cần phải xác minh thông tin cư trú, chủ động phối hợp với công an cấp xã trên địa bàn để rà soát và xác thực. Tuyệt đối không yêu cầu cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ học sinh đi xác minh.